Hello, xin chào mọi người đã trở lại với kênh YouTube của Vincent. Thì tiếp tục cái chủ đề Fitness Q&A ngày hôm nay thì Vincent sẽ trả lời một vài các câu hỏi ở trên kênh YouTube của mình. Một vài bạn đã đặt những câu hỏi rất là thú vị thì mình cũng xin cảm ơn các bạn đã đặt câu hỏi cũng như cảm ơn các bạn đã like, đã share và như thường lệ thôi, mọi người đừng quên cho Vincent những cái sự ủng hộ bằng cách là like, share, subscribe để kênh ngày càng phát triển hơn và mọi người cũng có thể ghé website để đọc những bài blog hay là xem thử những cái cuốn ebook của Vincent viết trên đó thì rất là cảm ơn mọi người và mình cũng xin bắt đầu ngay thôi. Câu hỏi của ngày hôm nay là một câu hỏi rất là thú vị, thực ra nó không phải là một câu hỏi mà nó là một tá câu hỏi đến từ bạn là Hà Nhật cũng như là Nhật Hà. Bạn này thì rất là năng nổ trên kênh, mình cũng xin cảm ơn bạn cũng như là cảm ơn các bạn đã comment, đã đặt câu hỏi cũng như đã like, đã share trên kênh. Thì sau khi mình làm cái video mà review lại cái clip của Jay Cutler cũng là thần tượng của mình, nói về cái chuyện là overeating cũng như là cái mối nguy hiểm của cái concept gọi là bulking, ăn uống quá nhiều hay là mình còn gọi là mukbang nữa, như là cái video thì bạn thấy ở đây thì nó mang tới rất là nhiều các điều mà không tốt, điều tiêu cực, điều có hại thân thể của bạn. Thì sau khi xem cái video này thì thực ra là khá nhiều bạn là có thể cảm thấy là thất vọng, hay là tại vì các bạn vẫn quen với cái concept là bulking theo cái kiểu là của vận động viên thể hình. Thì mình cũng đã nói ở rất là nhiều các video rồi, nếu bạn không phải là vận động viên thể hình ấy thì bạn đừng nên tập hay làm theo cái bodybuilding lifestyle, mình phải nói thật là như thế. Và cái chuyện bulking là một cái chuyện như mình đã đề cập trong cái clip rồi, bạn nào có thể xem lại, nó mang lại rất là nhiều các tác hại tiêu cực đến cái cơ thể của các bạn, đặc biệt là nó còn ngăn cản cái sự phát triển và rất là nhiều các cơ chế trong cái chuyện là phát triển một cái cơ thể, một cái fitness toàn diện của những cái bạn trẻ nữa. Nên là mình khuyên các bạn là không nên booking. Mình cũng có thể là làm nhiều hơn những cái bài blog này, những cái video chi tiết về booking để bạn hiểu rõ thêm khi mà bạn booking thì những cái gì xảy ra trong cơ thể của bạn. Tuy nhiên trong cái video này thì mình xin trả lời cái thắc mắc đầu tiên của rất là nhiều bạn là mình có nên bulking hay không. Thì mình khuyên các bạn là các bạn không nên bulking nếu các bạn không phải là vận động viên thể hình. Mà thực ra là ngày nay thì rất là nhiều các vận động viên thể hình thì họ cũng không có xài cái style gọi là bulking ăn nhồi nhét như là cái style mà mọi người thường thấy, mọi người thường hiểu nữa. Thì cái này thì mình có thể chắc chắn là khẳng định cái điều này. Còn quay trở lại với câu hỏi của bạn Hà Nhật, thì bạn Hà Nhật hay Nhật Hà này thì có một cái tâm sự là hầu như 90% đến phòng gym để cải thiện hình thể, trông cơ bắp hơn, để tự tin hơn, nhưng khi đã có được một ít cơ thì lại muốn to hơn nữa và một vài chỉ số của bạn này đưa ra. Tuy nhiên mình phải khẳng định với các bạn này này, không phải là 90% đến phòng gym là để trông cơ bắp hơn, có thể là để cải thiện hình thể, để cải thiện sức khỏe và để tự tin. Tuy nhiên cái vấn đề cơ bắp và cái vấn đề là size ấy, nó không phải là cái vấn đề mà những cái người mà đến phòng tập gym của hầu hết mọi người. Rất là nhiều người đến phòng gym chỉ để tập luyện cho nó khỏe mạnh hơn, hoặc là người ta thích cái style ở phòng gym, đi có bạn bè rủ rê này kia, chứ không phải ai cũng có mục đích về size. Cái này là mình phải khẳng định lại. Và nó có một cái mà mình cũng phải đề cập thêm khi mình nhìn thấy cái comment của bạn Hà Nhật hay Nhật Hà này. Thực ra khi mà bạn đến phòng gym ấy, bạn tập luyện, bạn tăng cơ ấy, mà bạn lại bị cái nỗi ám ảnh là to hơn nữa ấy, và cứ càng ngày bạn càng muốn to hơn nữa, thì nó rơi vào một cái ám ảnh cưỡng chế, một cái bệnh về mặt tinh thần, một cái chứng gọi là bigorexia. Cái chứng này thì đã làm cả những bộ phim tài liệu, đã làm rất là nhiều cuộc nghiên cứu rồi, như các bạn xem ở đây thôi, mình có dẫn ra một vài cái link hay là một vài cái hình ảnh về bigorexia. Bigorexia là một cái chứng bệnh có thật nha các bạn, là tại vì các bạn phải biết là những cái chứng ám ảnh thế nó mới dẫn đến cái chuyện là bạn lúc nào bạn cũng cảm thấy tự ti về cái cơ thể, bạn không bao giờ cảm thấy bạn đủ to này, rồi bạn luôn luôn là có cái khao khát là sử dụng những cái đồ này đồ kia, steroid rồi rất là nhiều thứ này kia để bạn trở nên to hơn, bự hơn, trở nên khủng khiếp hơn. Và khi mà bạn không làm được cái điều đó thì bạn sẽ bị stress, bạn sẽ bị áp lực, bạn sẽ bị gọi là thậm chí là có những trường hợp như lúc sang đâu thì còn tự tử hay là còn chết nữa, mình phải nói thật là như thế. Hay là Keon Pearson, nếu bạn nào theo dõi thể hình chuyên nghiệp thì bạn sẽ biết những cái anh này là bị cái vấn đề là mental issue, thậm chí phải rút lui khỏi Mr. Olympia, cảm thấy rất là khủng khiếp khi mà bạn bị cái chứng đó. Cái chứng này là một cái chứng phổ biến trong cái giới thể hình, trong cái giới mà theo đuổi cái gọi là cái size, cái mass về cơ bắp, thì các bạn phải lưu ý cái điều này. Đặc biệt một cái chứng này rất là dễ nhận thấy ở những cái bạn trẻ, dù là bạn không xài đồ này đồ kia, là bạn sẽ không bao giờ cảm thấy thoải mái khi mà bạn ra khỏi phòng gym, tức là bạn chỉ cảm thấy thoải mái nhất khi bạn ở trong phòng gym thôi, và bạn chỉ cảm thấy là
khi mà mình tập luyện ấy thì mình không thể bỏ được, mình nghiền ấy, mình bị một cái chứng gì đó là mình không đến phòng gym là mình không chịu được. Mặc dù là cả một ngày mình làm mệt nhọc rồi nhưng mình vẫn phải lết đến phòng gym này, tại vì chỉ đến phòng gym thì mình mới cảm thấy là nó khỏe mạnh và nó gọi là có một cái niềm tự hào hay là một cái gì đó sung sức về mặt tinh thần. Cái này là một cái biểu hiện gọi là rất là rõ nét của những cái bạn mà tập gym và bị cái chứng bigorexia. Còn một cái chuyện nữa là các bạn sẽ bị ám ảnh về sự mất cơ, thì ở phần dưới này ấy, bạn Hà Nhật này cũng đã nói rồi, bạn không bao giờ bạn giảm cân giảm mỡ, mặc dù là phần trăm body fat của bạn là từ 15 đến 20% ấy, và bạn sợ là khi giảm cân giảm mỡ thì cơ bắp nó sẽ nhỏ lại và không còn khiến mọi người trầm trồ được nữa đó. Thì cái này là một cái nỗi ám ảnh có thể cho thấy là bạn đã bị một cái vấn đề, có thể là bạn chưa bị bigorexia nặng đến mức là nó khuyến khích bạn là phải xài cái đồ này đồ kia thêm vào, kích thích này kia thêm vào, nhưng bạn đã ở trong cái giai đoạn là bạn đã bị cái chứng này gọi là một cách gọi là có thể nói là nhẹ nhẹ rồi và bắt đầu nó tác động nhiều hơn đó. Thì một cơ thể đẹp ấy, một cơ thể lean, một cơ thể stress ấy và một cơ thể gọi là fitness đẹp ấy là nó đẹp chứ không phải nó to là nó đẹp. Nó to nó chỉ có to thôi, khi cơ bắp bạn to là bạn nhìn chỉ có to thôi, và bạn nhìn blocky, như là nam thì mình hay dùng từ blocky, và cái từ blocky là một từ phổ biến trong thế giới hình này, tức là nhìn nó chỉ cục cục nổi đầy đi nhưng mà nó không có cái flow, nó không có cắt, nó không có aesthetic, thì đó là một cái cơ thể blocky, một cái cơ thể mà chỉ đồ sộ to về mặt cơ bắp, và đặc biệt là khi bạn tập tạ trong phòng gym thì nó sẽ bơm lên, thì có thể lúc đó bạn nhìn sẽ rất là tốt, nhưng mà ngoài đời sau khi bạn ra khỏi phòng gym và sinh hoạt bình thường ấy, thì nhìn nó rất là cục mịch, nó rất là blocky. Còn đối với nữ cũng vậy thôi, rất là nhiều bạn nữ thì bị cái tình trạng gọi là bulky ấy. Bulky thì nó ngược với cái tình trạng gọi là eo ọt hay là thân hình đồng hồ cát này kia. Rất là nhiều bạn nữ vào chăm chăm tập mông, chăm chăm tập cho cái phần vòng ba của mình nó nở rộ ra, thì vô tình nó lại bị vào một cái chứng gọi là bulky. Tức là lúc ở trong phòng gym thì bạn nhìn nó sẽ rất là đẹp, tại vì lúc đó thì vòng ba của bạn, mông của bạn được bơm rất là to, nhưng sau khi bạn ra khỏi phòng gym thì vòng mông nó xẹp lại và cái đùi của bạn nó phình ra, tại lúc bạn tập ấy, thì cái đùi của bạn có thể nó sẽ nhỏ lại, nó sẽ cắt bớt tại bạn hoạt động nhiều, thì lúc đó thì nó sẽ thon gọn, nhưng sau khi ra ngoài phòng gym ấy thì nó bùng phát là phần dưới của bạn ấy nó bị bulky, tức là nó bị rất là thô, rất là to. Thì mình cũng không có nhận xét nhiều về cái mặt hình ảnh của các bạn nữ tại nó sẽ khá là nhạy cảm. Tuy nhiên như bạn Hà Nhật này chia sẻ thì mình có thể hiểu là bạn đã bị một cái nỗi ám ảnh, và nỗi ám ảnh rất là chung. Tất nhiên các bạn trẻ thì bạn tập luyện hướng tới cái lúc cải thiện cái hình thể bên ngoài, cải thiện cái lúc của bạn, cải thiện cái vẻ mặt vẻ ngoài rồi diện mạo của bạn, thì cái điều này là điều rất là bình thường và bình thường chung với tất cả những người tìm đến tập luyện, tìm đến tập gym nói chung. Tuy nhiên các bạn phải nắm rõ ở thế nào là đẹp và thế nào là nó phù hợp với cái cơ địa của các bạn nữa. Một cái điều mà các bạn lại ít để ý là tại vì các bạn cứ chăm chăm tập to và các bạn sợ nhỏ, là nhưng mà các bạn không hiểu là khi mà bạn to ấy, cơ thể của bạn nó kháng lại cái chuyện nó rất là nhiều, nó còn tiết ra những cái hormone như myostatin để ngăn chặn cái chuyện cơ thể to lên, tại vì cơ thể to lên nó sẽ tạo áp lực cho xương, cho khớp, cho cả cái hệ thống nội tạng của bạn để cung cấp cho cái đám cơ, đám mỡ mà bạn mang nó. Đó là lý do tại sao mà khi bạn mập ấy, bạn lại gặp rất là nhiều các vấn đề về sức khỏe, là tại vì cơ thể của chúng ta khi mà nó to lên là nó không có lợi về mặt sức khỏe, chứ không phải là cái chuyện là cứ bạn cứ to lên mà cứ gọi là khỏe mạnh về cái mặt size ở trong phòng gym để khiến người khác trầm trồ nó tốt đó các bạn. Các bạn phải biết là bạn tập luyện ấy, tập tạ ấy, tập muscle ở trong phòng tập ấy, những cái động tác đó là những cái động tác mà nó làm tăng sức ép lên cái hệ thống của bạn, và thực ra là nó phá vỡ cơ bắp, nó không phải là cái mà nó sẽ giúp các bạn làm cái gì đó khỏe lên về mặt gọi là kích ứng đâu các bạn. Khi bạn tập ấy là bạn đang có thể nói một cái cách hơi tàn bạo là bạn đang tàn phá cơ thể bạn, để sau đó cơ thể bạn nó bồi dưỡng dinh dưỡng vào, rồi nó rất là nhiều thứ nó phục hồi vào để nó có được một cái lúc đẹp hơn. Thì các bạn phải biết là bodybuilding tại sao nó không phải là một môn thể thao theo cái đúng nghĩa thể thao, là tại vì nó chỉ chăm chăm đến cái lúc thôi, nó chỉ chăm chăm đến cái size thôi, chứ nó không phải là một cái bộ môn fitness là để giúp người ta khỏe lên hay là giúp người ta gọi là có được một cái cuộc sống ở bên ngoài fitness gọi là toàn diện hơn, tốt đẹp hơn. Đó là lý do tại sao mà mình khuyên là các bạn nên nghỉ ngơi. Còn thực tế ra khi mà các bạn gặp những cái mùa bận rộn như mùa Tết này này, hay là như mùa sau Tết, hay là như mùa ăn chơi nào, các bạn nên nghỉ, các bạn vẫn hoàn toàn nghỉ tập và các bạn đừng sợ mất cơ. Là tại vì ấy,
các bạn nghỉ mà các bạn không training ấy, thì không training nha, tức là các bạn chỉ có nằm không ấy, chỉ có nằm không, nằm trên giường không ấy, thì 3 tuần sau, hết 3 tuần thì nó mới bắt đầu nó cơ bắp của bạn nó bị atrophy, tức là nó bị giảm đi, nó bị mất cơ đi, nó bị giảm đi, nó chỉ mất cơ, nó bắt đầu nó mất. Còn nếu mà bạn vẫn gọi là không, chỉ có nằm không ấy, nằm không thì chỉ trừ trường hợp là bạn bị bệnh thôi, bạn bị bệnh hay là bạn bị tai nạn giao thông gì đó vào viện, bạn phải nằm ở giường suốt mấy tuần thì cơ bắp của bạn chắc chắn nó sẽ mất đi. Tại vì thực ra là cái chuyện cơ bắp bạn xây dựng bằng pump lên ấy, thì giống như bạn bơm vào thôi, nó chỉ mang tính tạm thời, mình phải nói thật là như thế, không có gì là nó mãi mãi, nó không mãi mãi to như vậy đâu, vì nó chả để làm gì cả đó, nó chỉ là những cái bơm vào để cho cái lúc bạn đẹp hơn thôi. Còn nếu mà bạn vẫn hoạt động, dù là bạn hoạt động nhẹ nhàng nữa, bạn đi lại, bạn sinh hoạt, bạn đi làm, bạn có những công việc ở bên ngoài ấy, thì thực sự là cái thời gian duy trì cơ bắp, cái duy trì cái size, cái hypertrophy, cái mass của bạn ấy nó vẫn rất là lâu, nó tới 7 tháng, 8 tháng lận, và thậm chí là bạn chỉ cần gọi là tập luyện với một cái volume là siêu siêu nhẹ thôi, tức là với một volume là có khi là bằng 1/9 hay thậm chí là 1/10 cái lượng tạ bạn tập bình thường nữa, thì cơ bắp của bạn nó vẫn bị duy trì, nó vẫn được duy trì thì đúng hơn, từ 7 đến 8 tháng, 9 tháng hay thậm chí là 1 năm, nó vẫn không bị mất bao nhiêu là phần size. Nên là các bạn phải yên tâm điều đó. Và thực ra là khi bạn tập luyện, bạn đã xây dựng được một cái gọi là cơ bắp chất lượng là full này, dense này, thì khi mà bạn gọi là nghỉ thì đầu tiên thì nó chỉ mất water weight, mất glycogen store thôi. Là các bạn phải biết là khi cơ bắp bạn to lên thì nó sẽ tích trữ nhiều glycogen và lôi nhiều nước vào, nhưng mà khi mà bạn không tập nữa thì cơ thể nó hiểu rằng ở nó không cần tích trữ nhiều như thế, thì nó sẽ đẩy những cái phần đó ra, thì các bạn sẽ không có sợ đâu. Và đặc biệt là các bạn cứ duy trì gọi là đủ protein ấy, thì các bạn sẽ không sợ mất cơ. Và thực ra mình đã nói rất là nhiều rồi, khi các bạn tập luyện tăng cơ hay giảm cân hay là tập luyện để cải thiện cái thành tích thể thao nói chung, thì bao giờ các bạn cũng phải gặp plateau, tức là các bạn không thể to mãi được, các bạn phải hiểu là như thế. Khi các bạn beginner ấy, thì các bạn sẽ to được ở trong thời gian đầu thôi, 1 năm đầu chẳng hạn, có những người là 1 năm đầu nó qua rất là nhanh ấy, là tại vì cái chương trình tập luyện rất là nhiều, mọi thứ nó không được chính xác lắm, thì bạn nào có thể đọc những ebook của mình thì bạn biết rồi. Tuy nhiên sau đó thì bạn tăng rất là chậm, và thực ra sau đó bạn đừng nên quan tâm đến cái size đó. Thứ nhất là nó không tăng nhiều, nếu mà bạn không phải là để đi thi thể hình thì nó không tăng nhiều được nữa, và thứ hai nó đã có giới hạn rồi, bạn nên gọi là trim down cái bản thân của bạn, tức là bạn nên trim down cơ thể của bạn. Là thực ra khi bạn lean hơn, bạn cắt hơn thì bạn sẽ chắc chắn nhìn ngon lành hơn, chắc chắn nhìn đẹp hơn, và thậm chí ấy, khi bạn lean bạn cắt hơn ấy, thì bạn nhìn còn to hơn khi mà bạn chỉ mập mập, chỉ gọi là phải phải hay là chỉ gọi là cơ bắp của bạn rất là xóp này kia, nhìn nó không đã các bạn. Tại vì cơ bắp ấy khi mà nó phải nhìn nó săn chắc này, nó phải nhìn rắn này, nó phải nhìn full này, nó phải nhìn gọi là dense này, thì cái chuyện cơ thể của bạn ấy thì nó sẽ nhìn gọn gàng hơn, săn chắc hơn, đẹp hơn và ngon lành hơn về mặt gọi là ngoại hình, mình có thể nói thật là như thế. Còn cái chuyện nữa là khi mà bạn tập nhiều ấy thì bạn sẽ bị chững cơ thôi, thì cái mà phần trước mình nói là plateau, thì lúc đó thì bạn nên nghỉ. Tại vì khi lúc đó bạn nên nghỉ, bạn sẽ có lợi cho bạn ấy, là cái điều thứ nhất ấy là khi bạn tập luyện một thời gian dài bạn không nghỉ ấy, thì tất cả cơ chế của bạn ấy nó bị gọi là ảnh hưởng này, cơ thể của bạn nó bị bào mòn này, nó bị kiệt quệ này, nó bị ở trong cái tình trạng là lúc nào bạn cũng phá vỡ cơ bắp, sau đó bạn đắp lại, bạn phá vỡ cơ bắp sau đó bạn đắp lại, thì cái trao đổi chất và mọi thứ ở trong hệ thống bạn ấy nó đi xuống, mình phải nói thật là như thế. Nếu mà bạn nào nghiên cứu về khoa học hình thể hay là huấn luyện thể thao nói chung thì các bạn sẽ biết điều này thôi. Ngay cả là cái lượng glycogen store hay là cái lượng mà chất dinh dưỡng tích trữ trong cơ thể của bạn ấy, nó sẽ bị giảm sút, tại ngày nào bạn cũng gọi là sử dụng hết nó, ngày nào bạn cũng sử dụng hết nó, ngày nào bạn sử dụng hết nó, thì khi mà bạn mới nghỉ cái thì bùng phát những cái đó nó được regeneration, tức là nó được tái tạo lại, tái hồi phục lại ấy, thì tự nhiên cơ thể bạn lại nhìn ngon lại hơn, mình phải nói thật là như thế. Tự nhiên cơ thể bạn lại nhìn ngon lại hơn, nhìn full hơn, là tại vì cơ bắp của bạn nó có cơ hội để tái tạo lại, và cơ thể của bạn nó cơ hội để tái tạo lại, tái hồi phục lại, thì nó sẽ gọi là tốt hơn cho các bạn. Và tại sao ấy, điều tiếp theo mình rất là muốn chia sẻ các bạn là khi các bạn tập một thời gian nào các bạn nên nghỉ ấy, là tại vì các bạn nghỉ để các bạn xem lại cái thành quả của mình, xem lại tất cả mọi thứ của mình, là tại vì bạn tập một thời gian nhưng bạn không bao giờ bạn có một vài ngày để bạn ngồi bạn xem là
đo lại lại các chỉ số cơ thể của bạn như thế nào, hay là bạn tập bạn có lên cân như thế nào rồi, cái performance của bạn có cái gì gọi là nổi bật đáng tự hào hay không, hay là bạn cần phải cải thiện cái điều gì. Thì rất là ít khi mà bạn nghĩ để bạn làm cái điều đó, thì bạn phải nghỉ một thời gian và bạn tìm cách gọi là nhìn lại cái chương trình tập luyện của bạn ấy, để bạn thêm cái gì, bớt cái gì, hay là bạn cần thay đổi nó. Thì một điều mà các bạn là beginner mà mình đã nói rồi, là khi mà các bạn không nâng cấp kiến thức ấy, thì dù bạn tập có bao nhiêu năm đi nữa, bạn vẫn là trình độ beginner thôi. Là tại vì cái plan, cái program của bạn nếu mà nó không được tối ưu hóa, nó không được optimize ấy, nó không được tốt về mặt kiến thức, về mặt kỹ thuật, về mặt dinh dưỡng, về mặt bla bla này kia, thì cái trình độ của bạn ấy, cái fitness level, cái body của bạn ấy, thì nó cũng chỉ là beginner thôi. Và chắc chắn là bạn sẽ rất là bực mình khi mà bạn tập 3 năm đến 5 năm ấy, mà vào phòng gym lại gặp một cái bạn nào đó, hay là một cái nhóc nào đó, là nó hỏi bạn tập bao nhiêu năm rồi, mà bạn trả lời anh tập 3 năm đến 5 năm rồi ấy. Xong rồi nó sẽ nhìn lại với một ánh mắt mà gọi là không được thiện cảm, nó hơi có chút xíu gì khinh bỉ. Trời, ông này tập 3 năm 5 năm mà nhìn như shit ấy, mình phải nói thật. Thì các bạn hãy nâng cấp cái cơ thể của ông bạn lên, nâng cấp cái level của ông bạn lên, là bằng cách là các bạn hãy nâng cấp cái kiến thức, xem lại những cái gì mình đang thiếu và bổ trợ, chứ không phải là bạn nâng cấp được bằng cái cách là bạn cứ tăng size. Tại bạn tăng size là bạn chỉ có mập lên thôi, bạn phải biết rằng như thế. Cơ bắp nó là hữu hạn, mỗi người chỉ tăng là một lượng rất là hữu hạn thôi, nên là bạn không thể tăng hơn được. Và bạn cứ chăm chăm tăng size thì bạn sẽ bị cái tình trạng như mình nói ở trước thôi. Một thằng nhóc nào đó nó mới vào tập 1 năm ấy, nó vượt qua bạn và nó nhìn vào, ui xời, ông này tập 3 năm 5 năm làm gì, phí thời gian à. Tất nhiên cái lúc hay cái sai hay tất cả mọi thứ thì nó không đánh giá được hết tất cả mọi người, tuy nhiên đó là một cái thực tế mà bạn phải gặp phải. Có thể là bạn sẽ bực mình và bạn sẽ bị upset, bạn sẽ bị thất vọng hơn, hay bạn sẽ bị gọi là trầm cảm hơn về cái mặt là bạn không đạt được một cái điều bạn muốn. Tại vì cái chứng mà bigorexia mình nói ở phần trước rồi, nó là một cái chứng khá là gọi là nổi bật ở trong thế giới thể hình. Nếu mà bạn nào nghiên cứu thôi, khi mà người ta hỏi nhau với người ta đều hỏi là thế mày có bị cái chứng đó không, là tại vì đó là một cái chứng rất là dễ gặp đối với lại kể cả đàn ông kể cả phụ nữ. Khi mà mình chơi những cái môn liên quan đến gym, liên quan đến cái ngoại hình của mình suốt ngày mình soi gương mà, nên là nó bản thân cái chuyện đó mình cũng sẽ bị ám ảnh rồi. Rồi một vài cái tips ấy mà mình khuyên các bạn khi mà các bạn tập một thời gian lâu dài rồi, các bạn không tăng cơ, không cảm thấy thoải mái hơn, hay là không đạt được những mục đích của các bạn hơn, hay là giống như là bạn không, mà là bạn bạn nghỉ một thời gian ấy, thì bạn hãy nghỉ này. Và khi nghỉ thì bạn sẽ mất cơ đúng không, thì bạn hãy tập maintenance. Bạn hãy tập maintenance tức là bạn tập nhẹ lại, bạn đi loading lại. Bạn nào cứ search Google thì nó sẽ ra một đống cái video làm về đi loading thôi, rất là đơn giản. Bạn hãy đi loading lại, ăn uống từ từ lại, các thứ này kia, tính macro gọi là kỹ hơn. Và một cái điều nữa là bạn có thể thử thử chơi một cái môn thể thao nào đó trước giờ mình chưa chơi, để nó tái tạo lại cái chuyện là cơ thể của các bạn, thay vì bạn chỉ có một cái môn duy nhất, không phải là môn thể thao, đó là môn tập gym, là không phải là môn thể thao đâu. Các bạn không phát triển toàn diện cái cơ thể của các bạn được, thì bạn hãy thử những cái môn thể thao, hoặc là nếu mà bạn tập gym thì bạn cũng hãy thử chuyển sang những cái chế độ mà có kết hợp HIIT, rồi những chế độ tập full body, thay vì bạn chỉ tập pro split là cứ ngày nhóm cơ này xong hôm sau ngày nhóm cơ kia. Nó chả gọi là tác dụng nhiều đến cái phần là fitness level của bạn ấy, nó chỉ tác dụng về mặt size thôi. Và bạn cũng có thể là bạn thử giảm cân diet để cắt net đó, là tại vì trong đời tập gym thì mình đã nói ở một cái post ở trên Facebook của mình rồi, là trong đời tập gym ai cũng một lần gọi là muốn 6 múi thôi. Thì các bạn cũng có thể gọi là thử giảm cân, thử cắt net, thử giảm cân được cái nét. Thật sự là như thế, là tại vì tập tạ ấy thì bạn là beginner, nhưng bạn mà chưa một lần cutting hay là chưa một lần giảm cân cắt nét để có 6 múi ấy, thì bạn cũng chưa gọi là một cái dân tập gym đúng nghĩa. Mình có thể nói thật là như thế, là tại vì người ta tập gym ấy, dù người ta có nói bla bla rất là nhiều thứ, hay là dù như mình đi, mình không khuyên các bạn là hướng tới chăm chăm cái việc size, cái việc mass về cơ bắp, hay là quá gọi là bị ám ảnh về mặt ngoại hình. Tuy nhiên đã là một cái mục tiêu của những người tập gym thì mình cũng không thể không nói rằng là các bạn nên gọi là đúc kết đi cái chuyện là cái kinh nghiệm của mình bằng cái cách là mình thử một lần, mình diet, mình giảm cân để xem là mình có được 6 múi không, để xem là mình có được thân hình ngon lành hay không. Là tại vì bạn phải
có cái bước chuyển đó thì bạn mới nâng cấp được level gọi là fitness của bạn, hay là level về mặt kiến thức, về mặt tập luyện của bạn. Một cái người beginners mà lên gọi là moderate, lên mức gọi là trung bình, hay là intermediate, lên mức trung bình, dùng từ đó đúng hơn, thì nó phải qua bước chuyển như thế. Nó phải qua bước chuyển về mặt là bạn nâng cấp cái program của mình, hay là thay đổi program, hay là có một cái mục tiêu mới. Mình phải nói thật là như thế. Còn nếu mà bạn chỉ có một mục tiêu gọi là có hạn, như là tăng size chẳng hạn ấy, thì chắc chắn là bạn cứ tập mãi thì cái cơ thể của bạn ấy nó chỉ thế thôi, và thậm chí là nó còn có những cái hiệu ứng gọi tiêu cực đến cơ thể của bạn nữa. Thì hy vọng là các bạn hãy sử dụng những cái tips này. Ok, mình xin kết thúc cái video ngày hôm nay ở đây. Thì rất là vui khi mà bạn có thể đặt những cái câu hỏi rất là kiểu là dài như vậy, để mình có thể trả lời dài như vậy. Thực ra là nó cũng sẽ mang lại rất là nhiều các kiến thức, cũng như là giúp Vincent có thể chia sẻ được tới các bạn gọi là xem kênh YouTube của mình được những cái kiến thức nhiều hơn. Và cũng như mình nói thôi, cái điều quan trọng nhất vẫn là bạn có một cái mục tiêu rõ ràng, bạn cập nhật kiến thức và bạn áp dụng được lên chính cơ thể của bạn để thay đổi không chỉ hình thể, không chỉ cái nhìn, không chỉ cái diện mạo bên ngoài, mà thay đổi cái sức khỏe và cái fitness level của bạn. Thì đó là cái mục tiêu mà cái kênh YouTube của Vincent hướng tới, cũng như là bản thân Vincent là một cái người mà gọi là có thế mạnh về body transformation đi, thì mình luôn gọi là khuyến khích mọi người là thay đổi cơ thể, không chỉ là về mặt hình thể diện mạo bên ngoài mà về mặt sức khỏe. Là tại vì khi mà bạn có thay đổi mặt sức khỏe thì bạn sẽ đạt được một cái rất là hay, là cái my body của các bạn ấy, tức là cái kết nối tinh thần và cái cơ thể của bạn nó sẽ nâng cao. Thì bạn nào mà chơi yoga thì chắc là bạn sẽ quen thuộc với cái khái niệm này hơn là dân gym, dân thể hình. Tuy nhiên, bạn chơi bất kỳ cái môn thể thao gì, ngay kể cả là tập võ đi nữa, thì cái my body connection, tức là my body link chẳng hạn ấy, là cái liên kết giữa cái cơ thể và cái trí óc của bạn nó rất là quan trọng. Và khi cơ thể của bạn khỏe lên thì nó phải đi kèm với lại tinh thần của bạn khỏe lên, và khi tinh thần của bạn khỏe lên thì cái cơ thể của bạn tự dưng nó cũng sẽ đẹp hơn. Mình phải nói thật là như thế, tại lúc đó thì bạn đã có được sự tự tin rồi, bạn không cần nhất thiết là phải sõng mũi hay là phải to một cách khủng khiếp về mặt cơ bắp bạn mới cảm thấy tự tin nữa. Nên là hy vọng các bạn sẽ có được những cái kiến thức hữu ích ở những cái video này, và tìm được một cái mindset đúng đắn để bạn theo đuổi được một cái hành trình fitness dài hơi hơn.